Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân, Phú Yên cho biết, người dân trên địa bàn huyện vừa phát hiện một bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Theo đó, thì trong lúc dùng xe múc để phát dọn đường, hai người dân ở Phú Yên đã phát hiện một bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều những di vật. Trong lúc hai công nhân sử dụng xe múc để làm đường, thì múc vào tảng đá lớn và phát hiện ra một bộ hài cốt liệt sĩ cùng một số các di vật như là tăng ni lông, võng, hai mũ tai bèo, một đôi dép cao su. Ngay lập tức, người dân đã báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đã cử các đơn vị chuyên môn thu thập mẫu, kiểm tra các vật dụng liên quan và xác định đó là những di vật trong kháng chiến chống Mỹ. Khu vực này đã từng xảy ra trận đánh, từ đó xác định được bộ hài cốt được chôn lấp trong khu vực này là phần mộ liệt sĩ, hiện chưa xác định được danh tính. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân đã tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại nghĩa trang liệt sĩ của địa phương. Lễ an táng được tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo trang nghiêm. Thông tin về các vật dụng tìm thấy ở phần mộ liệt sĩ và kết quả xét nghiệm ADN sau đó sẽ được thông báo rộng rãi để tìm kiếm thân nhân của liệt sĩ. Thưa quý vị, nhiều người biết thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên, loại quả được xếp hạng 13 trong số 50 trái cây nổi tiếng của Việt Nam. Được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là loại trái cây ngon nhất và được công nhận chỉ dẫn địa lý. Được bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa nhãn lồng Hưng Yên, hương vị tiến vua. Vâng, và để có những trái nhãn lồng tiến vua này thì trước đó chính là mùa hoa nhãn nở trắng tại nhiều mảnh vườn của các địa phương này. Và cứ vào tháng 3 đầu tháng 4 hàng năm sẽ là dịp mà những cây nhãn bung nở các chùm hoa vàng như nắng sớm, mong manh, dịu dàng, khoe sắc. Vâng, và cũng xin được chia sẻ thêm rằng là hương hoa nhãn thì không ngạt ngào như là hoa bưởi hay là hoa chanh, không thanh nhẹ như là hoa cau hay là nồng nàn như là hoa ngâu trước ngõ. Hoa nhãn tỏa hương thơm dịu ngọt hiếm có. Mùa hoa nhãn cũng là mùa vui rộn ràng đón những giọt mật ngọt lành, làm nên thương hiệu mật ong hoa nhãn đặc sản của tỉnh Hưng Yên. Mời quý vị cùng tiểu mục Đường về nhà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nhãn giai đoạn đơm hoa kết trái này. Một sắc trắng ngà bao trùm mảnh vườn hơn 4.000 m2 của gia đình ông Trịnh Văn Cương tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Hoa nhãn thời điểm này bung nở, mọc thành chùm, cánh hoa nhỏ li ti, mỏng manh, chi chít, hứa hẹn mùa nhãn bội thu. Cái hoa nhãn đến thời điểm này thì bắt đầu như vườn chúng tôi là bắt đầu mới có một vài cây nở hoa cái, còn hầu hết là đang lốm đốm hoa đực, mà trong vòng độ khoảng tuần lễ hay hơn tuần lễ nữa là hoa nở đại trà. Đấy. Thế mà bây giờ thì nếu cứ thời tiết thuận lợi như này thì chúng tôi cảm thấy có rất nhiều hy vọng. Hoa nhãn bung nở, tỏa hương thơm dịu, thoang thoảng, ngọt dịu. Đây là thời điểm các đàn ong đi lấy mật, cho ra thứ mật ong hoa nhãn cũng đã trở thành đặc sản của Hưng Yên. Cái mùi hoa nhãn rất thơm và quyến rũ được tất cả các cái loại ong, cái rồi bướm để về phụ phấn cho hoa. Đấy, và mùi nó khác hẳn với các mùi hoa khác, bởi vì nó thơm dịu đấy, của hoa nhãn, nó có đặc trưng riêng, không giống một hoa nào khác. Cả mọi người mà về thì đến đi ra hôm nay đấy, vườn nhãn đang nở hoa cái và chấm cả hoa đực thì có mùi hương của nhãn thơm đặc biệt, và nhìn các cái hoa nó ánh lên màu vàng rất là đẹp, đúng không? Thế nên là bây giờ nếu mà ai mà về Hưng Yên hiện tại bây giờ để chiêm ngưỡng cây hoa sau đến tháng 6, tháng 7 lại chiêm ngưỡng cái quả thì nó là tuyệt vời. Với mỗi người dân đất Hưng Yên, mùa hoa nhãn là mùa đẹp nhất trong năm, là mùa con ong đi tìm mật. Và đây cũng là thời điểm báo hiệu mùa quả ngọt sắp về trên quê hương nhãn lồng. Và khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý.
Quý vị, theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Kon Tum, toàn tỉnh hiện có 539 bác sĩ được phân bổ về cả 3 tuyến tỉnh, huyện và xã. Hệ thống y tế tỉnh Kon Tum đang đối mặt với tình trạng thiếu bác sĩ, nhất là thiếu bác sĩ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khi nhiều địa phương không thể tuyển dụng được bác sĩ trong nhiều năm. Chính bởi vậy, đội ngũ y tế cơ sở thiếu và thậm chí là có phần yếu về chuyên môn. Tuy nhiên, việc đào tạo, nâng cao năng lực trình độ của các y bác sĩ tuyến cơ sở lại gặp trở ngại lớn do cơ chế về đào tạo. Vâng, hiện nay thì năng lực của đội ngũ nhân viên y tế tuyến cơ sở của tỉnh Kon Tum thì vẫn còn rất nhiều các bất cập, thiếu bác sĩ có trình độ chuyên khoa, dẫn đến là việc triển khai các dịch vụ kỹ thuật thăm khám hay là chữa bệnh của phân tuyến theo Bộ Y tế thì cũng chưa đạt được yêu cầu mà đề ra. Và bên cạnh đó thì tình hình tài chính của trung tâm y tế tuyến huyện còn gặp rất nhiều khó khăn, nên là việc cử cán bộ đi học tập và chuyển giao kỹ thuật cũng còn nhiều hạn chế. Vâng, cùng với việc triển khai các giải pháp ứng phó tạm thời thì tỉnh Kon Tum đã đề nghị chính phủ có cơ chế đặc thù trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành y của địa phương. Trạm y tế xã Tân Lập, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum có 6 cán bộ, trong đó có 2 y sĩ đa khoa, 2 điều dưỡng và không có bác sĩ. Trước đây trạm có 1 bác sĩ, tuy nhiên do yêu cầu công việc cộng thêm tình trạng thiếu bác sĩ ở tuyến huyện nên bác sĩ công tác tại trạm y tế xã Tân Lập phải chuyển đến làm việc tại phòng khám đa khoa khu vực Đắk Re từ tháng 1 năm 2024. Hiện cả huyện Con Rẫy chỉ có 17 bác sĩ, trong khi chỉ tiêu và nhu cầu là 32 bác sĩ. Khi mà bác sĩ không có thì là chung là một số cái trang thiết bị mà cần đến chuyên môn của bác sĩ, ví dụ như siêu âm, điện tim, thì là tuyến xã không có thực hiện được nữa. Bởi vì cái đó phải là bác sĩ mà được đi đào tạo siêu âm hay điện tim thì về mình mới triển khai được các cái dịch vụ đó ở tuyến xã. Trung tâm y tế cũng mong là lãnh đạo các cấp quan tâm phối cơ chế chính sách. Thứ nhất là hỗ trợ để mà thu hút các bác sĩ trẻ về làm việc tại địa bàn huyện. Hay là có cơ chế chính sách về đào tạo, đặc biệt là đào tạo về cử tuyến, đào tạo theo địa chỉ. Theo thống kê, toàn tỉnh Kon Tum có 539 bác sĩ được phân bổ tại tuyến tỉnh là 294 bác sĩ, tuyến huyện 146 bác sĩ và tuyến xã có 99 bác sĩ. Tỉnh Kon Tum cần được bổ sung khoảng 100 bác sĩ để đảm bảo tỷ lệ 11 bác sĩ trên 10.000 dân. Thứ nhất là phải không ngừng cái cải thiện về điều kiện cơ sở vật chất để tạo điều kiện những cái làm việc cơ bản cho các bác sĩ để làm việc ở xã. Một phần thứ hai nữa là chúng tôi phải tăng cường công tác đào tạo về chuyên môn. Chúng tôi mong muốn rằng sau khi xác định được cái nhu cầu, chúng tôi sẽ cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo trình các cấp thẩm quyền xem xét cho chế độ cử tuyển cho các vùng sâu vùng xa để đảm bảo số lượng bác sĩ phục vụ ngay tại cơ sở. Tại Kon Tum hiện nay, việc tuyển dụng được bác sĩ đến làm việc tại các vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn. Một số địa phương đã nhiều năm nay không thể tuyển dụng được bác sĩ. Chính vì vậy, Kon Tum rất cần có cơ chế đặc thù trong việc tuyển dụng, đào tạo bác sĩ cho cán bộ là người địa phương để đáp ứng nguồn bác sĩ làm việc tại cơ sở. Thưa quý vị, mới đây tại buổi làm việc với đoàn công tác của chính phủ, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã kiến nghị chính phủ xem xét có cơ chế đặc thù để đào tạo bác sĩ tại chỗ, giúp tỉnh khắc phục được tình trạng thiếu bác sĩ ở tuyến cơ sở như hiện tại. Và theo như bà Ngọc thì nếu như không có cơ chế đào tạo bác sĩ là người dân tộc thiểu số, người sinh sống tại chỗ thì khoảng 5 đến 10 năm nữa ở những cơ sở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Kon Tum sẽ không có bác sĩ. Do là thời gian đào tạo lâu nên là tại các vùng khó khăn không có ai học ngành y, còn các sinh viên học y tại thành phố sau khi mà ra trường sẽ không về các vùng khó khăn để công tác. Vâng, ngoài ra thì ngành y tế cũng đã tham mưu với các cấp có thẩm quyền đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, tạo điều kiện cơ bản cho các bác sĩ để thu hút nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng cho bác sĩ ở tuyến cơ sở. Đặc biệt là phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tìm kiếm nguồn bác sĩ cử tuyển tại chỗ để phục vụ cho bà con vùng sâu, vùng xa.